Trực máy hàng chi trực máy phát cho công điện đi và đến đó, thì phát đến đơn vị nào thì đơn vị đó tập trung để lắng nghe. Giàu cho mình, giàu cho mình không phải ở bộ phận đó, nhưng mà mình cũng phải tập trung để nghe, nghe cái giọng phát ra thôi, chứ không giống phải như là mình... giống như mà mình nghe, em nhớ nhớ là như nghe ở những cái đoạn radio ngày xưa mà kể chuyện đêm khuya vậy đó ha, nó im nghe rất là hay. Cái đó là nhận xét của mọi người thôi, chứ mình thấy là cũng như cha mẹ sanh sao thì mình hưởng vậy thôi. Mà chị nè, hồi lúc mà chia tay với anh đó, rồi chị không thương anh nào nữa hả? Không. Sao vậy? Lý do là mình đã có gia đình rồi, rồi có con rồi nữa, có con gái, không, rồi có con trai nữa. Đã chia tay rồi mà. Chia tay rồi, nhưng mà mình nghĩ là mình đã quá đầy đủ rồi. Nên là mình hết duyên với anh rồi thì thôi ở vậy với con. Để cho chị nói tiếp một chút nữa. Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào chị. Dạ, chào chương trình mảnh ghép yêu thương ạ. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ chị có thể chào quý vị khán giả ha, rồi cho quý vị khán giả biết họ tên cũng như năm sinh của mình đó chị. Dạ, chào quý vị khán giả, cộng đồng mạng ở trong nước và ngoài nước. Tôi tên là Trần Thị Thu Phúc. Năm nay là 59 tuổi, quê ở Trà Vinh. Rất là đầy đủ luôn. Trần Thị Thu Cúc, 59 tuổi, đến từ Trà Vinh. Trà Vinh mình ở huyện nào chị? Ba mẹ thì ở huyện Cầu Ngang, nhưng mà mình làm việc và sinh sống thì ở tại thành phố Trà Vinh. Tại thành phố Trà Vinh luôn. Chị Cúc, 59 tuổi, một công nhân viên chức ở tại thành phố Trà Vinh. Dạ. Yeah. Rồi hiện nay tình trạng hôn nhân của mình như thế nào chị Cúc? Hôn nhân của chị là chị đã ly dị hẳn hoi với anh á, là được 16 năm rồi. 16 năm rồi. 16 năm. Chị với anh cưới nhau sinh được hai người con, một người con gái và một người con trai. Hiện bây giờ là hai người con của chị đã có gia đình hết rồi, cũng có cháu nội cháu ngoại rồi. Vậy là hạnh phúc quá rồi. Cháu nội cháu ngoại đầy đủ ha? Đầy đủ. Giờ hiện nay chị Cúc ở dưới Trà Vinh nè, chị ở với ai? Hồi chia tay với anh á, thì cũng xin nghỉ làm việc luôn, rồi đi về ở với má ở quê Cầu Ngang. Xong rồi lo cho má, rồi cũng đi vòng vòng mà lo cho con. Tỉ như con cần thì cái gì đó thì mẹ tới để mà giúp đỡ. Rồi tới con trai cũng vậy, cứ vợ con trai xong rồi thì tới con dâu xanh thì cũng nhờ mẹ tới giúp đỡ, thì tới giúp đỡ. Xong rồi thì mẹ cũng về ở với ngoại, nhưng mà thật ra là cũng có thuê một cái nhà ở tại thành phố để khi xong rồi thì về đó để mình sống cho nó thoải mái á, chứ cũng không có ở với con cái nào. Có nghĩa là hiện nay ở thành phố Trà Vinh là chị ở nhà thuê? Nhà thuê là tại vì không ở với con nên là thuê nhà ở, còn nếu mà về huyện thì sẽ ở với má. Về huyện Cầu Ngang á ha? Về huyện Cầu Ngang là có nhà mẹ? Có. Chị Cúc nè, tại sao mà chị nói là khi chia tay ông xã là chị, tại sao chị xin nghỉ việc luôn, buồn hả? Buồn lắm, tại vì mình đi đến chỗ làm việc á, lúc nào cũng có hai vợ chồng, cũng có anh của chị. Bây giờ anh với chị chia tay rồi, mình đi đến một cái kỷ niệm như vậy á, tự nhiên thấy nó... làm cũng như là mình nhớ tới kỷ niệm mình chịu không nổi, nên mình quyết định là mình nghỉ. Nhưng mà thật ra ở tỉnh thì cho nghỉ, nhưng mà khi gửi hồ sơ về bộ thì bộ không thống nhất, nói là tuổi đời chưa tới, nhưng mà tuổi ngành tới rồi, rồi cái năm làm việc của mình cũng đã tới nữa, nên là quyết định cho nghỉ hưu chứ không cho nghỉ. Là nghỉ hưu. Dạ. Giờ hiện thời chị có được hưởng lương hưu không? Hưởng lương hưu hàng tháng á. Chị Cúc xinh đẹp, 59 tuổi, đến từ Trà Vinh.
một công nhân viên chức của nhà nước. Rồi các con chị có thường về thành phố Trà Vinh thăm chị không? Các con thì sống tại thành phố luôn. Tại thành phố luôn hả? Con trai con gái gì cũng sống tại thành phố hết. Rồi hôm nay nè, chị Cúc đến với mảnh ghép yêu thương của tụi em nè. Chị muốn tìm cái nửa đời còn lại của mình đúng không? Dạ. Trời, chị muốn tìm cái mẫu người như thế nào mới là hợp với chị? Anh đó không vướng bận gia đình. Anh đó coi như là ly dị vợ hẳn hoi, chứ không có còn dính líu phải là ly thân hay là hoặc trong dòng chờ đợi gì gì, mà phải là ly dị coi như là chính thức luôn của tòa án ra quyết định luôn á. Thì mình sẽ chọn người như vậy. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là anh ấy không cờ bạc, không hút thuốc, coi như là tệ nạn xã hội á, là anh ấy không được tham gia. Nhưng mà rượu nè, trà nè, cà phê nè, thỉnh thoảng bạn bè hay là đám tiệc gì thì cũng được. Nhưng mà anh ấy sống thì phải biết có tình có nghĩa, rồi phải biết lắng nghe, biết chia sẻ. Rồi anh ấy phải thật lòng, rồi phải... Phải sao nữa chị? Anh ấy phải sạch sẽ gọn gàng. Phải sạch sẽ gọn gàng. Rồi. Khi chị đến, chị Cúc này, chị đến với chương trình là các con chị có biết không? Không biết. Không biết hả? Không rồi, biết. Rồi chị có nghĩ là các con chị có đồng ý cho chị đến với chương trình không? Có đồng ý. Tại vì cái lúc mà chia tay anh á, thì chị không nhận tài sản gì hết. Để lại cho anh và hai con. Nên là hai con rất là đồng ý với mẹ luôn. Rồi mẹ có nói là con ở với ba đi, mẹ ở bên ngoài mẹ giúp đỡ. Chứ nếu mà ba thôi mẹ rồi ra thì không có nhà ở rồi tiền bạc sẽ bị người ta dụ dỗ á, cuộc sống của ba sẽ vất vả hơn. Mẹ là nữ dù sao cũng đỡ hơn là người nam vậy đó. Người nữ dù sao cũng đỡ hơn người nam. Thì con nó nghe nói như vậy á, thì nó lại rất là tán thành với mẹ là sống với ba để lo cho ba, rồi mẹ ở bên ngoài mẹ tiếp tục để mà hậu thuẫn để lo vậy đó. Rồi tới gả con gái, rồi tới cưới vợ cho con trai là coi như đều đạt theo ý muốn hết. Khi chị Cúc nè, chị lên chương trình như thế này nè, khi mà cái video này phát sóng lên mạng xã hội đó, chị các con chị có bị ảnh hưởng không? Tại vì chị cũng đã quyết định và suy nghĩ nhiều đêm lắm luôn rồi. Nên là chị thấy cái chương trình này nó cũng rất là sáng tỏ, rất là đúng về pháp luật. Nên là chị nghĩ chắc cũng không ảnh hưởng đâu. Khi nào mà mình làm gì trái với pháp luật á, thì mới ảnh hưởng. Còn cái này pháp luật cho phép mà, thì chắc không ảnh hưởng đâu. Yeah. Với mình từ trước tới giờ sống cho con quá nhiều rồi. Bây giờ mình mới thấy là tới lúc là mình phải lo cho riêng bản thân mình. Đúng rồi. Chứ nếu mà mình không lo thì sau này á không có chỗ nương tựa. Rồi sẽ khổ, không phải khổ một mình mà sẽ làm khổ cho các con nữa. Nên là từ đó nên là quyết định đi đến đây để đăng ký nhờ chương trình giúp đỡ giùm. Giúp đỡ cho chị, tìm cho chị một nửa yêu thương ha. Đúng rồi. để mình cùng vui trên cái quãng đời còn lại. Tại vì cuộc sống này á, chị biết sao, nó rất là bừa bộn, nó nhiều cái yếu tố nó xảy ra lắm. Rồi nó cũng không có chắc chắn nữa. Rồi không biết mình phải ra đi giờ nào. Kể cả già trẻ lớn bé gì cũng vậy, không có ai nói trước được điều gì cả. Có nhiều khi chị thấy những cái chuyện nó xảy ra rất là bất ngờ ở cuộc sống này. Ví dụ như nhiều khi đang ăn, đang vui đùa, tự nhiên ngã ngang cái rồi xong ha. Mới thấy đó rồi nó cũng mất đó. Nên thành ra cái này là một cái quyền lợi của mình, của một người phụ nữ, một người mẹ, hay là cũng phải là một người phụ nam hay là một người cha. Đấy, hy sinh tất cả vì con mình rồi.
bây giờ mình cũng phải có quyền để mình hưởng cái niềm vui còn lại của mình chứ. Bây giờ mình cứ đổ thừa, mình nói bây giờ mình dành hết cho con thì nó cũng không phải. Mình cũng phải kiếm cái niềm vui cho mình để mình có thêm cái động lực, mình sống ở cuộc đời này, mình đi đến cuối cuộc đời nữa, đúng không? Vậy là bây giờ chị đồng ý cho chương trình tụi em sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội. Chị có đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý ha. Mọi khiếu nại thắc mắc sau này kêu tụi em gỡ là sẽ không gỡ được ha. Đồng ý. Rồi ok chị, rồi tiếp tục. Rồi bây giờ hồi nãy chị nói là bây giờ cụ thể là chị làm cái gì? Bây giờ hiện ở thời nhà làm nội trợ cho gia đình chứ không có làm gì hết. Tại vì nhà nước đã trả lương cho mình đủ sống rồi. Nên là mình sống nhiều hay ít gì do bản thân của mình thôi. Chứ không phải là nói số tiền đó là mình cảm thấy chưa đủ là chưa đủ, mà mình cảm thấy đủ là mình sẽ thấy đủ. Nên con cái nó nói thôi, bây giờ buôn bán hay làm cái gì đó đó, sợ mẹ cực khổ, nên số tiền đó gói ghém sống cũng đủ rồi, nên không có buôn bán hay làm gì thêm hết, mà chị ở nhà lo cơm nước gia đình vậy thôi à. Thì như nãy là chị nói hết những cái yếu tố yêu cầu của chị đối với cái người phụ nam đó, đó là phải gọn gàng sạch sẽ, phải biết thương yêu gia đình, lo lắng, rồi công ăn việc làm ổn định luôn phải không? Không, tại vì sống tới lứa tuổi này rồi thì nói là anh ấy có một công việc ổn định thì cũng tội nghiệp cho anh ấy lắm. Bây giờ kiếm được đồng lương cũng đủ sống cho anh ấy đi, rồi chị cũng có đồng lương để đủ sống cho chị nữa, thì hai người góp gạo lên nấu cơm chăm sóc với nhau tuổi già. Chứ nếu mà mình sáp lợi mà mình còn phải lo làm ăn nữa thì sao mình vun đắp được tình cảm, sao mình gắn bó được. Tại vì cái lứa tuổi này thì mình cần phải gần gũi để vun đắp tình cảm, để cho tình cảm nó càng ngày càng dày thêm. Chứ còn nếu mà mình về mình còn lo buôn ba đời sống nữa thì nghĩ là chắc không có thể nào vun đắp được, với cái lứa tuổi của mình cũng không có cho phép nữa. Tại vì bây giờ đâu có phải là nói là mình tới già lụm cụm mình mới đau bệnh đâu, mà khi còn trẻ mình cũng vẫn đau bệnh được vậy. Nên là mình phải giữ gìn sức khỏe. Chỉ có mong vậy thôi à. Chị nè, thường thường ai cũng vậy á, đến với mảnh ghép yêu thương tụi em á, khi mà tụi em có nghĩa là chị cũng đã lên sóng nè, anh đó cũng đã lên sóng, thì nó cũng đảm bảo hơi an toàn cho anh chị rồi. Nhưng mà tụi em sẽ đáp ứng giữa anh và chị, tụi em nếu mà được sự cho phép của anh chị á, cho số liên lạc lẫn nhau, thì tụi em sẽ cho. Còn nếu không á, là hai anh chị đồng thuận tới đây á, thì tự hai anh chị cho ha. Nhưng mà cho rồi, chương trình tụi em cho rồi, nhưng mà tụi em sẽ dặn anh chị tình cảm mình có thể liên lạc, mình nói chuyện gì đó, nhưng mà có bên đối phương nào mà đề cập tới tiền bạc là chị nên cẩn thận nha, chấm dứt. Là mình phải đề phòng, mình phải giữ cho bản thân mình, mà không phải chị, kể cả anh kia tụi em cũng nói như vậy. Là mình phải hết sức cảnh giác cao độ, là mình khi có người nào đề cập tới vấn đề tiền bạc là tạm dừng. Đồng ý. Chị thấy hợp lý không? Hợp lý. Rồi chị còn đòi hỏi ở anh đó gì, điều gì nữa không? Nếu mà anh đó có cái chỗ ở riêng á, để cho hai người nương tựa với nhau lúc xế chiều thì tốt hơn là mình phải chung sống với ba mẹ hay là anh chị em vậy đó. Nhưng mà nhiều khi cái tình thương á, nó sẽ vượt qua tất cả. Mình thấy ở chung như vậy á, mình thấy nhiều khi nó bất tiện, nhưng mà khi mà mình về mình ở rồi nó hợp tình hợp lý á, thì chắc cũng sẽ, mình nghĩ cũng chắc cũng sẽ suôn sẻ thôi, rồi từ từ mình sẽ tính. Chứ còn bây giờ thì chưa gì hết mà mình tính nhiều quá rồi sợ nó bị ngán. Sợ nó bị ngán hả? Dạ. Giống như mình ăn nhiều quá ngán hả? Từ từ, nếu mà mình không chọn, không nghĩ tới thì thôi. Chọn nghĩ tới thì mình cũng phải có cái từ từ
để tính, để rồi mình trao đổi với nhau, để rồi mình thống nhất với nhau, chứ không có nghĩa là lên đây rồi nói anh phải có nhà, anh phải có xe, anh phải có tiền để đảm bảo cuộc sống cho tôi sau này. Thì cái chuyện đó riêng bản thân tôi thì riêng bản thân chị thì chị không có nghĩ tới như đúng vậy rồi, đúng rồi. Mà chị cứ nghĩ là lứa tuổi này đã là lứa tuổi xế chiều rồi, thì một mình anh mà lao động mà kiếm tiền để nuôi thêm một người nữa thì vất vả lắm. Như vậy là tối ngày chị có đi lo kiếm tiền không? Mình ở nhà cũng một mình như vậy thì mình đi kiếm bánh ghép để làm gì? Đúng rồi, buồn. Dạ. Là mình cần cái tình bạn là sớm hôm có nhau. Mà cứ lo lao đầu đi làm không thì nó sẽ mất đi cái niềm vui của tuổi già, đúng không? Dạ. Vậy thì thôi ở mình cho sướng, phải không? Ý chị muốn vậy đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh đó cũng phải có cái kinh tế cho nó vững vàng một chút. Biết rằng không phải là nhiều nhưng mà nó cũng đảm bảo được vừa đủ sống với cái xã hội bây giờ. Thế tỷ như làm gì thì mình cũng phải tích lũy ra để được khi mình đi đám tiệc hoặc là bệnh đau gì đó mình cũng phải có tiền đi bác sĩ. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà nói tiền ít cũng được, rồi mình làm ra bao nhiêu mình ăn xài hết bao nhiêu rồi mai mốt mà có chuyện gì rồi tiền ở đâu mà mình chạy lo, mình đi mượn đi đồ, nhà mình nó có bò có heo thì người ta mới cho mình mượn, chứ nhà mình mà không có thì chắc cũng không ai cho mình mượn đúng đâu. Rồi, cái này là cái ước nguyện chính đáng, cái nguyện vọng của mình, cái nguyện này trong chính cái đáng. Cuộc sống đúng, á, đúng. Tới đây là nó như vậy, nó rất là thực tế. Dạ. Cái này nó chị nói là ra những cái điều nó rất là thật. Dạ. Thực tế ở cái cuộc sống này. Dạ. Mình đừng có mơ mơ màng màng. Ví dụ như bây giờ mình nói thấy cái anh đó có của cải đâu chắc dễ ăn của người ta đâu. Dạ, của người ta làm sao? Ở của người ta làm sao mình dễ ăn đâu, mình nhào vô. Dạ. Ví dụ mình cần nhất là cái hạnh phúc, dạ, cái tình bạn ở tuổi già. Dạ. Nên thành ra nó mới có cái mảnh ghép yêu thương. Dạ. Chứ không thôi thì nếu mình đến đây mà mình vì cái gì đó thì nó mất đi cái giá trị, nó mất đi cái văn hóa hết. Cái nhân văn nó không còn nữa. Từ trước tới nay á, chị cũng có rất là nhiều anh để ý, nhưng mà sao cái bản thân á, làm như là mình bị cú sốc là mất gia đình á, nên là mình cứ nghĩ là phải thương các con, sống với các con thôi, chứ không có nghĩ là mình sẽ đi bước nữa. Với lại không có thích mấy anh ở gần. Chị đẹp mà. Thích mấy anh ở xa xa một chút. Chị đẹp, xa xa mà, một chút. Chị đẹp mà, chị nói chuyện rất là có duyên luôn á. Ngày xưa chắc chị mỗi lần mà có hội nghị là chị thuyết trình chắc hay lắm ta. Hồi xưa trực máy. Trực máy hàng chi. Hàng trực chi. Máy phát cái công điện đi và đến đó. Thì phát đến đơn vị nào thì đơn vị đó tập trung để lắng nghe. Giàu cho mình không phải ở bộ phận đó. Nhưng mà mình cũng phải tập trung để nghe. Nghe cái giọng phát ra thôi. Chứ không giống phải như là mình... Giống như mà mình nghe, em nhớ là như nghe ở những cái đoạn radio ngày xưa mà kể chuyện đêm khuya vậy đó ha, nó im nghe rất là hay. Cái đó là nhận xét của mọi người thôi, chứ mình thấy là cũng như cha mẹ sanh sao thì mình hưởng vậy thôi. Mà chị nè, hồi lúc mà chia tay với anh đó, rồi chị không thương anh nào nữa hả? Không. Sao vậy? Lý do là mình đã có gia đình rồi, rồi có con rồi nữa, có con gái rồi, có con trai nữa. Không, mà chị đã chia tay rồi mà. Chia tay rồi nhưng mà mình nghĩ là mình đã quá đầy đủ rồi. Nên là mình hết duyên với anh rồi thì thôi ở dậy với con. Để cho chị nói tiếp một chút nữa đi. Rồi. Ở dậy với con rồi, nhưng mà hồi lúc mà con á, nó chưa có gia đình này, nó thương mẹ và mẹ con sống rất là tình cảm và ấm áp luôn. Mẹ rất là hạnh phúc sống bên con. Khi mà con đã có vợ rồi, rồi tới con đã có con, mình cảm thấy ủa sao lúc này con mình đối xử với mình như là mình bị bỏ rơi vậy. Con mình không có còn chú trọng tới mình nữa, mà nó lo cho cái gia đình nhỏ của nó. Mình cũng nghĩ tới mình hồi xưa cũng vậy, mình cũng lo cho gia đình nhỏ của mình. Ba mẹ mình cũng ít có về thăm vậy đó. Một tháng, hai tháng mới về thăm một lần, chứ không có nghĩa là mỗi tuần, mỗi tháng mới về thăm. Thì mình bây giờ mình thấy con mình như vậy á, mình không có nỡ là điện hỏi hay là đến hỏi, đến nói để cho con mình nó chú ý tới mình nữa. Mà mình thấy con mình càng ngày càng thấy sao nó bị mỏi mệt về công việc cơ quan, rồi về nhà vợ con nữa. Nên là mình cảm thấy thôi mình có thể nhường lại cái tình thương này cho vợ con của con trai mình đi. Mình
rút lui, kệ nó, cũng như là mình nghĩ như là nhiều khi nói thì nói như vậy chứ nhiều khi tủi thân á, nói là con nó sẽ bỏ rơi mẹ rồi, nhưng mà về rồi thấy trong cái cuộc sống á, mình thấy cô đơn quá, thấy lạnh lẽo quá, mà muốn điện cho con á, thì mình sợ làm phiền con, còn không điện á, thì một mình á, nghĩ tới đâu á, thì nước mắt rớt rớt tới đó vậy. Rồi cái tự nhiên bỗng nhiên thấy cái chương trình này vậy nè, rồi thấy cũng được, thấy cũng hay, thôi đâu để mình nằm im đây để xem coi cái anh nào mà mình cảm thấy thích á, thấy được á, thì mình sẽ đăng ký để rồi kết thân với cái anh đó, coi cái như thế nào được á, thì mình sẽ đi đến bước nữa, còn nếu mà không được thì mình sẽ về ở dậy với các con chứ cũng không sao. Cái ý của chị thì như vậy. Giờ này thì chị cũng đã tìm thấy được một anh để cho mình cảm thấy cũng như là mình thương mến vậy đó. Còn giờ, cái duyên tới đâu thì cái duyên tới đâu thì phải chờ. Đúng rồi. Nó phải tùy duyên nữa. À, nhiều khi mình muốn cái sự việc mình muốn nó chưa hẳn đã tốt nó sẽ đến với mình. Nhưng mà đôi lúc nhiều khi mình cứ bình thường đi, tự động nó sẽ đến. À, nó đến bất chợt lắm, nó đến một cái cách mình bỡ ngỡ luôn. À, có nhiều khi mà thật sự chị muốn nó rất là muốn luôn, chị muốn một cái đồ vật đó, à, cái món đồ đó rất là muốn, mà nhiều khi nó không thể nào mình giơ tay mình lấy tới được. Nhưng mà đôi lúc nhiều khi mình cứ bình thường đi, nó đến một cách bất chợt, bất ngờ, không tưởng được. Thì bây giờ chương trình sẽ hiểu chị và sẽ giúp cho chị, kêu bằng để gọi là cố gắng thôi, để cho chị được như cái sở nguyện của chị. Chị thấy làm sao? Rất là cảm ơn chương trình. Với cho chị thêm nói tiếp đi. Công lao rồi, chị đã ở 16 năm rồi. Công lao chị đã ở vậy 16 năm rồi. Nên là chị thấy là chị cũng đã quá xuất sắc rồi. Chị đã giữ thân mình cho tới ngày hôm nay, nên chị muốn chọn lựa cho riêng mình được một cái mảnh ghép mà mình thật là ưng ý, mình thật là yêu thương. Chỉ vậy đó. Vậy đó ha. Vậy là quyết định là mình kiếm một cái mảnh ghép thật sự là yêu thương luôn. Chị chắc là thương chồng, chiều chồng dữ lắm, em nghĩ vậy. Coi như hồi xưa ở tập thể á, thì tập thể người ta bình chọn chị là một người phụ nữ cũng như là đảm đang rồi sạch sẽ, dáng khéo trong gia đình, nhất luôn đó. Thì đó, em biết mà, em thấy chị nói chuyện, cái cách nói chuyện của chị, rồi cái cá tính của chị là chị rất là thương chồng. Nếu mà anh nào mà em có thể gọi là có chút có phước á, là mới được gặp chị á. Thì chương trình tụi em cũng hy vọng cho chị sớm ngày được như cái sở nguyện của mình ha, được đem anh ấy về Trà Vinh ở với chị để dạng như là cùng xây đắp cuộc sống mới, để đi đến cái quãng đời còn lại. Được chưa? Được, rất là cảm ơn. Chị có muốn nói gì nữa không? Nói thêm gì nữa không? Sao chị nghe các cái bản ghi hình khác á, em lại hỏi nhiều lắm mà, sao tới chị thì em lại hỏi ít vậy? Chị muốn hỏi nữa đúng không? Bây giờ chị có thích hát không? Mấy chương trình trước á, chị cũng nghe nói là cái sở thích của chị là gì. Bây giờ em hỏi nè, tại vì em thấy chị như thế, em muốn rút ngắn ngắn cho chị. Bây giờ chị có sở thích là chị có đi hát không? Hồi xưa trong đơn vị chị có thi hát không? Có, hồi năm chị học cấp 2 á, là chị làm trưởng ban văn nghệ của trường rồi. Vậy là quá cấp hay. 3 cũng là trưởng ban văn nghệ của trường. Nãy luôn. Giờ em quên, em bỏ sót cái này là không được nè. Bây giờ vậy đi. Bây giờ chị có thể hát một cái hành khúc hay là một cái bài hát gì đó mà chị yêu thích gửi đến quý vị khán giả nè. Lúc trước á, thì có đi hát hơi rồi, nó cũng còn, bây giờ lớn tuổi với lại lâu hát quá rồi. Sao? Hơi hám không biết sao, còn. Sao chị? Mà. Tại vì hát hay không bằng hay hát ha. Thì chị cứ tặng quý vị khán giả đi. Quý vị khán giả sẽ đón nhận, sẽ lắng nghe chị hát nè. Một nữ công nhân viên chức nhà nước về hưu, rất xinh đẹp mà có một giọng nói cũng rất là truyền cảm luôn. Đó, một người phụ nữ phải nó cũng gọi là đảm đang ha. Bây giờ xin mời chị. Chị cũng hát một đoạn ngắn thôi nha. Yeah. Để giúp vui cho chương trình. Rồi, ok.
chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm. Thập thon con xuồng bè nhỏ mong manh nâng lá đợi nghiêng tóc dài em khẽ gọi người thương ơi em vẫn đợi chờ, người thương ơi em vẫn đợi chờ. Hay quá, chiếc áo bà ba. Mặc đồ này mà hát chiếc áo bà ba mới dữ. Vậy nó mới hay. Vậy nó mới xong. Mình bận đầu tay mà mình hát chiếc áo bà ba thì không, bây giờ mình có thể phá cách một chút. Thì theo lẽ là mình phải bận một bộ đồ bà ba thước tha nón lá đúng không? Mình đứng ở cái bến phà Hậu Giang, chiếc áo bà ba. Cái đó là ca sĩ á. Thì bây giờ không, mình cứ tưởng tượng vậy đi ha. Nhưng mà bây giờ mình phá cách chút xíu, mình bận đồ tây đó, mình cũng vẫn hát được chiếc áo bà ba bình thường. Đôi khi em là nam mà nhiều khi em khoái khoái hát, em ra đây em vẫn hát chiếc áo bà ba bình thường. Cũng là bình thường thôi. Sáng tác mà sáng tác ra thì ai hát được thì hát, chứ đâu có nói là nam hay hát hay là nữ. Đúng rồi, đâu phải là phải bắt bận đồ bà ba mới hát được, như tụi em bận đồ bà ba ai coi. Bắt đi xét nghiệm giới tính lại. Rồi, bây giờ chị còn muốn em hỏi gì chị nữa không hay là thôi? Nãy giờ em hỏi chưa đủ, em hỏi nhiều lắm phải không? Mấy cái chương trình khác em hỏi nhiều quá mà chị em hỏi ít quá hả? Đúng rồi, các cái chương trình khác á, rồi. Em lại bắt bẻ dặn dẹo á, có những cái là phải nói là bây giờ chị lên bờ xuống ruộng bây luôn giờ á. Chị dễ thương quá mà em có cái gì đâu bắt bẻ chị nè. Chị rất là dễ thương, chị nói chuyện rất là hay luôn. Mà với lại bây giờ chị cũng đã có mục tiêu chọn rồi, em biết cái gì em bắt bẻ đây. Nên thành ra như vậy là chị là một người rất là toàn diện rồi đó. Em không có bắt bẻ, em không có kiếm được cái chỗ gì để bắt bẻ chị được đâu á. Chị em hỏi thêm đi. Hỏi thêm chị có thích người nước ngoài không hay là thích người ở miền Trung miền Bắc gì không vậy đó. Thôi bây giờ ha, bây giờ chị thích cái anh đó cao bao nhiêu? Cao khoảng chừng bằng em là được rồi. Cao bằng em hả? Ừ. Em cao 1m75. Ê, 1m69, quên lộn. 1m69. Chị cao nhiêu? Chị cao 1m56. Chị cao 1m56. Chị thì đương nhiên chị không thích nước ngoài rồi. Nên em đâu có hỏi chị. Tại vì với tính cách cá tính của chị thì em nhìn em biết rồi, em đâu cần chi hỏi cái đó, nó dư nó thừa nên em không có hỏi, em cắt bớt. Những cái người nào em biết thì em nhìn em biết thì em sẽ hỏi. Còn chị thì nó con người nó rất là toàn diện rồi, công nhân viên chức nhà nước nè, cuộc sống nó ổn định đủ hết, lo cho con cái thành đạt. Bây giờ mình sống mình tìm niềm vui cho chính bản thân mình thôi, mình cần cái người hợp với mình để đi đến cái con đường còn lại. Chứ đâu có cần phải giàu nghèo chứ đi kiếm việc kiều rồi đi xa xôi cho nó mệt. Đúng không? Yeah. Thì biết chị như vậy rồi thì em đâu có hỏi làm chi. Giờ chị kêu em hỏi thì sao mà hỏi làm chi nó thừa. Hay quá vậy ta. Bây giờ hỏi gì bây giờ hát bạn khác nữa ha. Bây giờ hát, chị biết hát nhạc đỏ không? Mình là cán bộ nhà nước, mình phải biết nhạc đỏ nè. Hát không nổi đâu. Đi từ sáng giờ mệt quá, hát không nổi. Có thể mai mốt á, rồi lên đây một lần nữa để gặp cái anh mà chị thương á. Rồi có thể là nghỉ một đêm, chị sẽ đến đây văn nghệ, hát 3 bài cũng được mà. 3 bài luôn hả? Ừ. Bây giờ mình chơi cái ví dụ cái bài mà chị hát, nhớ chị thuộc cái bài Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi không? Chị hát cái bài Cô Gái Mơ Đường. Rồi giờ hát khúc Cô Gái Mơ Đường, bài này hay lắm nè. Bài này ai hát là tao quên rồi. Thanh Thí. Không phải, gì Cẩm Ly hát sau này là hát hay lắm, Cẩm Ly á. Cô Gái Mơ Đường. Rồi. Thôi cho chị thiếu đi. Thôi chị hát khúc đi, hát khúc nữa đi. Nãy chị hỏi em hỏi ít quá, giờ em kêu chị hát nữa đi, chị hát ít quá. Hát thêm miếng nữa đi. Ha. Rồi, 1 2 3 vô. Chị vô khúc nào chị vô nghe. Rồi, chị muốn vô khúc nào cũng được, Cô Gái Mơ Đường. Tiếng nói ba khờ trong tim ngời sáng như sao mai lấp lánh trời núi rừng soi cho em đắp cuộc đời. Hay quá đó, thấy không, như vậy mới là mình là một người công nhân viên chức nhà nước là phải thuộc những bài nhạc như vậy. Em cũng thích hát nhạc đỏ lắm á, nhưng mà những cái bài như Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi,
hay là bác vẫn cùng chúng cháu hành quân. Ngày xưa em cũng trong quân đội ra mà. Em thích hát lắm rồi. Hồi xưa em cũng giống chị đó, em đi thi hát dữ lắm luôn á. Chị thì không đi mà thi. Em đi thi hát á, mà em mà đơn vị của em đứng đứng thứ nhì là không ai dám đứng thứ nhất. Chị thấy vui không? Hôm nay chị thấy, chị lên đến cái chỗ làm việc tụi em, chị thấy sao, thấy vui không? Chị đã thích từ mấy tháng trước rồi. Chị cũng đã xem rất là nhiều chương trình, nhưng mà làm cũng như là nó không có được kết duyên bằng cái chương trình này, bằng cái chỗ này ghi hình, với hơn nữa là MC á, phỏng vấn á, làm cho mấy anh chị mà đến đây để ghi hình á, rồi chị thấy tội nghiệp lắm, người ta lên bờ xuống ruộng những cái câu hỏi mà những cái câu hỏi mà MC á, phỏng vấn luôn á, chị nhưng, nói á, nhưng mà bữa nay chị có thấy chị có lên bờ xuống ruộng không? Không, chị rất là khỏe luôn. Dạ, bởi vì chị thấy vui không? Tụi em làm việc nó phải tùy theo, tùy theo người, tùy theo nhân vật, chứ không phải là ai cũng bắt lên bờ xuống ruộng. Tự vì chị quá hoàn thiện rồi. Em nói chị một người quá hoàn thiện luôn. Em nãy giờ nói thiệt chị á, em cố tìm ra một cái điểm nhỏ gì để em đưa chị xuống ruộng rồi em mới kéo chị lên bờ, mà không thấy rồi sao rồi đưa lên bờ xuống ruộng. Gì? Rồi bây giờ chị em nãy giờ cũng tâm sự cũng hết rồi ha, trải lòng rồi ha. Bây giờ trước khi kết thúc chương trình nè, chị có muốn nhắn gửi cái lời nào đến cái người mà chị để ý không? Mình không có tiết lộ cái tên ha, nhưng mà mình có một cái lời để nhắn gửi. Rồi mời chị. Anh ơi, em đã xem được cái buổi ghi hình của anh rồi, em rất là thích anh. Em muốn cùng với anh hai đứa mình tìm hiểu nhau và cùng đi đến hết con đường này nha anh. Anh cho em cơ hội nha. Xa xôi lắm, em đã đi đến đây nhưng mà không được gặp anh. Em cũng rất là buồn, nhưng mà tại vì chương trình đã quy định như vậy rồi nên là chắc là phải đi đến một hay là hai lần nữa quá mới được gặp anh. Dầu cho gặp anh mình có duyên đến với nhau hay là không có duyên đến với nhau, em cũng rất là mãn nguyện nữa. Em chúc anh nhiều sức khỏe để ngày được ngày gần đây nhất để được gặp mặt anh. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chị có thể chào quý vị khán giả, các chị em mình kết thúc chương trình ha. Dạ, mời chị. Xin chào chương trình Kết Nối Yêu Thương và chào tất cả các anh chị khán giả trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Một ngày rất là tươi đẹp và bình an. Rồi, cảm ơn chị. Trước khi kết thúc chương trình thì Mảnh Ghép Yêu Thương cũng lời gửi chúc, cầu chúc cho quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chị mà...